Rồi, bình xăng con 78 nha. Này là dành cho anh em lên xe 78 với cánh én. 78 với cánh én mà đời 70 đời 78. Thì nó sẽ đi bình xăng đứng nha. 78 với cánh én mà xe đời 78 nó sẽ đi bình xăng đứng. Mà chuyển qua 79 với 80 thì nó đi sẽ bình xăng này nha. 79 80 đi bình xăng này. Đấy, anh em lưu ý nhớ nha, đời 78 tức là đời đầu tiên nó sẽ đi bình này các bạn. Bình này rất là đẹp, bao găng tay cho anh em nha. Đây là bình tháo xe nè. Này, lâu lâu nó mới có được cái bình này nha. Cái này giá mềm nha các bạn, anh cho anh em có thể là chơi được. Đó, còn rất là đẹp nha. Rồi, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại trên màn hình chấm mình. Phương thức mua hàng thì những anh em nào có bậc Sài Gòn chúng ta sẽ qua trực tiếp bên shop để mua, ở xa thì chuyển khoản rồi bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code nha. Mọi thông tin chi tiết anh em gọi trực tiếp hoặc nhắn tin Zalo số điện thoại trên màn hình giúp mình. Đừng quên bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video phụ tùng viên xe cấp nha anh em. Cảm ơn tất cả các bạn.